Xin chào các bạn và chào mừng đến với kênh Holic Audio. Trong video này, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện Quỷ Đoàn Mệnh nhà họ Tạ, sống lâu trăm tuổi của tác giả Di Nhiên. Chương 41, ở lại. Mắt lão Thái Thái sáng lên. Đừng nói mấy điều, có mấy chục điều thì chúng ta cũng sẽ đồng ý. Tạ Nhi lập ngồi xuống trước mặt lão Thái Thái, cười khổ. Nàng nói nàng không cần làm đích tiểu thư, chỉ nói là bà con xa đến ở nhờ là được rồi sao có thể được sao có thể ủy khuất nha đầu kia như vậy hơn nữa bà con xa thì sao có thể gả cho người tốt được chứ lão thái thái liên tục lắc đầu không được tuyệt đối không được vừa rồi còn nói gì cũng đồng ý bây giờ vừa nói điều đầu tiên đã không đồng ý rồi tạ nhi lập cười bất đắc dĩ yêu cầu thứ hai nàng tự lo việc hứa gả của mình càng không được càng không được lão thái thái đỏ mắt nàng chỉ là một tiểu cô nương sao biết ai tốt ai xấu, sao biết lòng người thế nào, lỡ như bị người ta lừa gạt, thì ta phải ăn nói với tổ phụ nàng thế nào đây? còn yêu câu thứ ba thì sao? Tạ Tam gia đang ngồi như không xương đột nhiên chen vào. Tạ Nhi lập nàng không cần của hồi môn của Tạ gia, Tạ gia cho nàng một ngôi viện yên tĩnh, không hạn chế tự do của nàng, không can thiệp hành tung của nàng, thì nàng sẽ đồng ý ở lại Tạ gia. lão thái thái cái này, cái này, cái này ánh mắt vốn buồn ngủ của tả tam gia đến không mở ra được, sau khi nghe được câu nói này thì chợt mở to. Im lặng một lát rồi nhảy dựng lên. Lão tổ tông, con ra ngoài một lát nhé, chuyện yến nha đầu đã thương lượng xong đâu, còn thương lượng gì nữa, nếu muốn nàng ở lại thì cứ đồng ý trước đi đá, chứ bây giờ còn cách nào tốt hơn nữa đâu. Dứt lời, hắn đi ra khỏi từ ân đường không quay đầu lại. Ngoài viện, Chu Thanh thấy ra nhà mình vội vã ra ngoài thì vội vàng nghênh đón. "Ra, chuẩn bị ngựa, ra vừa mới từ nha môn về mà, bây giờ lại muốn đi đâu thế?" Thái y viện. Chu Thanh nhướng mày. Đang yên đang lành lại đi thái y viện làm gì không biết. Sắc trời dần tối, cửa phủ thái y viện thắp đèn lên, có cơn gió thổi qua làm đèn lồng lắc trái lắc phải. Bùi Thái y đi ra từ cửa chính, mới vừa xuống mấy bậc thang thì hai mắt đã sáng ngời. "Thừa Vũ đến làm gì thế?" Tả Tam gia đi lên trước đôi mắt hoa đào nhướng lên lộ ra nụ cười ôn hòa bùi thúc con tới tìm người nè ngươi không khỏe ở đâu hả? À? không sao cả chỉ là nhờ người nên đến thăm thôi coi nè cái miệng này sao mà ngọt thế bùi thái y từ nhỏ đã nhìn tạ tam gia lớn lên so với cái tên tiểu xúc sinh chẳng có câu nào tốt đẹp kia thì vị trước mắt này quả chính là thiên sứ của nhân gian mà bùi thúc hai chúng ta đi uống một ly đi bùi ngủ ở thái y viện bận rộn cả ngày đang muốn uống chút rượu giải lao. Nói trước nhé, để bùi thuốc mời khách, ai mời cũng vậy à. Tạ Chi Phi ôm lấy vai bùi ngủ. Mấu chốt là rượu này phải là chúc Diệp Thanh, bùi thuốc ta phải uống trúc Diệp Thanh. Đến ta thích gì cũng nhớ rõ như vậy, đúng là đứa bé ngoan. Đứa bé ngoan tả tam gia đặt một phòng bao ở lầu Xuân Phong, gọi ra sáu món, nửa cân trúc Diệp Thanh, đầu tiên là uống với bùi thuốc hắn ba chén liền. Ba chén qua đi, lông mày bùi thái y cũng giãn ra mắt nhỏ cũng nheo lại tả tam ra đột nhiên hỏi bùi thúc cho hỏi thúc chuyện này nhé ngày đó chú bắt mạch cho người thân nhà cháu sao lại lắc đầu vài cái thế hả à? bùi thái y đưa tay chị y nhóc con tinh mắt đấy bùi thúc tới nhà ta lần nào mắt ta chẳng nhìn người ngươi không phải nhìn ta mà tám phần là nhìn cái vị thân thích xinh đẹp của nhà ngươi chứ gì ôi bị thúc nói chúng rồi tả chi phi thấp giọng nói ta chỉ cảm thấy cô nương này hơi kỳ quái ngươi cũng nhìn ra à bùi thái y theo bản năng nhìn trái ngó phải nhích đầu lại gần ta nói cho ngươi biết ta năm tuổi học y bảy tuổi bắt mạch cho người khác đây là lần đầu tiên thấy một người có mạch như nàng ta đấy tim tạ chi phi đập mạnh mau nói xem mạch của nàng ta thế nào bùi thái y lắc đầu không biết nói sao nữa thúc à không biết nói sao là ý gì thì trần không ra đó gì cơ tả tam ra nghẹn họng nhìn chân chối. Người nói lại lần nữa đi. Bùi thái y. Thúc à, thúc nói đi, trần không ra là có ý gì. Thì là sờ cũng có mạch, đập cũng rất bình thường, thế nhưng lại chẳng trần ra là mạch gì. Bùi thái y uống một ngụm rượu, bắt đầu phổ cập thường thức y học. Người từ nhỏ ở lớn lên trong bình thuốc nên ít nhiều cũng hiểu được một ít, mạch tượng trên thế gia có 28 loại, thường thấy thì có 18 loại, phù, hồng, nhu, trầm, phục, huyền, trì sáp kết tạ chi phi không có tâm tư nghe hắn giải thích bèn vội ngắt lời chẳng lẽ nàng ta không thuộc loại nào cả sao bùi thái y gật đầu vậy thuốc viết phương thuốc gì cho nàng thế ta bùi thái y xấu hổ ta thấy cổ tay nàng lạnh như băng đoán rằng hơn phân nửa là bị cảm cho nên mới viết một phương thuốc cảm ta mắng ngươi một tiếng lang băm ngươi dám đáp lại không đúng rồi nhiệt độ cơ thể của cô nương này cũng không bình thường. Bùi thái y lắc đầu. Chật. Một tiếng. Thấp hơn người bình thường một chút, phải hình dung thế nào nhỉ, là lạnh như băng ấy. Tả chi phi dùng mình một cái, nghĩ đến cô nương này thời tiết lạnh lẽo nhưng chỉ mặc một bộ đồ mỏng, cả người chợt nổi cả da gà. Chỉ là thế gian to lớn, không thiếu chuyện lạ gì, cũng có thể là do ta kiến thức nông cạn. Bùi thái y đột nhiên truyền đề tài. Đúng rồi, Cô nương kia là thân thích nhà các ngươi sao? Sao nói thật cho ông biết được chứ? Tả Chi Phi vội cười, giả bộ thờ ơ nói: "Chuyện nhà lão thái thái nên con cũng không rõ lắm, thúc, giúp con bắt mạch đi, gần đây con cảm thấy trong lòng cứ trống rỗng thế nào ấy. Ta đã nói người mời ta uống rượu thì chắc chắn là có việc mà." "Nào, đưa tay ra." Tả Chi Phi một bên đưa tay, một bên nháy mắt với Chu Thanh, Chu Thanh đi ra khỏi phòng, gọi Tiểu nhị đến tính tiền cơm nước no nê, lúc bùi thái y lên xe ngựa thì người đã hơi say. Tả chi phi đưa mắt nhìn xe ngựa rời đi, ho khan một tiếng. Chu Thanh vội thấp giọng hỏi. Ra, có chuyện gì sao? Tả chi phi. Phái người đi phủ vân nam một chuyến. Chu Thanh biến sắc. Ra là muốn. Tả chi phi. Ừ. Một tiếng, rất bình tĩnh nói. Người này cũng rất thú vị, thú vị đến mức ta không thể không tìm hiểu về nàng. Chu Thanh nửa ngày cũng chưa hoàn hồn. Ra, nàng thú vị ở đâu vậy? Đâu cũng thú vị. Nam nhân không sợ lạnh còn hiểu được, nữ nhân không sợ lạnh, thân thể của nàng ta là làm từ cái gì vậy không biết. Tuổi còn nhỏ, nhưng mỗi lời nói cử chỉ đều già dặn như người lớn. Muội muội nhà mình cũng chỉ bằng tuổi nàng, thế mà chả hiểu cho má gì, chỉ biết xiêm y phải đẹp, trang sức phải mới nhất, nam nhân tương lai phải gả cho nhà giàu. Yến tổ phụ bị lưu đày tới Vân Nam phủ, nhà chỉ có bốn bức tường. Bản thân đã là gánh nặng thì cháu gái hắn lấy đâu ra nhiều ngân phiếu như vậy? Mấy yêu cầu kia nàng đặt ra rõ ràng là vì nàng chẳng muốn ở lại Tả ra. Nếu không muốn thì với tính cách lạnh lùng của nàng, cứ trực tiếp từ chối thì ai làm gì được? Nhưng vì sao lại cứ muốn ở lại như thế? ở lại là vì cái gì? đúng là một câu đố mà. Tả Chi phi vỗ vỗ vai Chu Thanh nở nụ cười sâu xa. Phái hai người thần trọng đáng tin cậy đi. Vâng. Trường 42, suy tư. Góc Tây Bắc Tạ Phủ. Yến Tam Hợp đứng ở cửa viện, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu phía trên. Ba chữ. Tính tư cư. Viết như rồng bay phượng múa, chỉ là nét bút còn thiếu chút gì đó. Viện này là nơi đại gia ở học lúc còn khoa cử, cũng là nơi yên tĩnh nhất. Tạ Tổng Quản cười híp mắt, mấy ngày nay nếu cô nương thấy không hài lòng ở đâu thì cứ nói với ta yến tam hợp à một tiếng hỏi trong phủ này còn có những chủ tử nào nữa nói đến đây tạ tổng quản quà thực hạ bút thành văn phủ này lớn nhất chính là lão thái thái lão thái thái ở từ ân đường ngay bên cạnh người dài dòng quá yến tam hợp không muốn biết nhiều chi tiết nhỏ như vậy ta hỏi ngươi đáp tạ tổng quản yến tam hợp tạ lão gia nhà ngươi một thê mấy thiếp câu hỏi này thật đúng là quá trực tiếp tạ tổng quản cười nói lão thái thái quản rất nghiêm lão gia nhà ta tổng cộng chỉ có một thê hai thiếp yến tam hợp đích tử đích nữ có mấy người tạ tổng quản đại gia tam gia đại tiểu thư đều do phu nhân sinh ra yến tam hợp thứ tử thứ nữ có mấy người tạ tổng quản nhị gia và nhị tiểu thư là do liễu di nương sinh ra la di nương thì không có con cái cũng không loạn lắm. Yến Tam hợp lại hỏi. Ba trai hai gái, có mấy người thành hôn rồi. Tạ Tổng Quản cười nói. Đại gia thành thân, dưới gối có một đứa con. Yến Tam hợp. Trong phủ do ai quản lý mọi việc? Tạ Tổng Quản. Lão gia và phu nhân đều không quản, bên ngoài do đại gia quản, nội viện do đại phu nhân quản. Nhà không nhiều người lắm, tứ đại đồng đường, trường tử và con dâu trưởng làm đương gia. Yến Tam Hợp đưa ra phán đoán trong lòng, nói. Ta biết rồi, ngươi đi xuống đi, cô nương đừng nóng vội, lão nô còn có mấy câu muốn nói. Tạ Tổng quan thầm cân nhắc. Trong phủ dù xuất thân đích thứ, thì trong viện đều có bốn bà làm việc vặt, tám tiểu nha hoàn, bốn đại nha hoàn, mỗi tháng có hai lượng, một năm bốn mùa siêm y 36 bộ, trang sức. Không cần phiền toái như vậy, đừng cho người vào viện, tiền tháng hay siêm y đều không cần. Cô nương à. Tạ Tổng quan lại quỳ xuống, gào lên cô nương đây cành vàng lá ngọc, sao có thể tự mình làm mọi việc được, không có người hầu trong viện thì cô nương có muốn uống chén trà nóng cũng phải. Ngươi quỳ thành nghiện rồi à. Tạ Tổng Quản, không nghiện, là bị ngươi ép đến bốc hỏa đó. Yến Tam Hợp, ta có nha hoàn rồi, qua một tháng nữa sẽ đến. Tạ Tổng Quản, chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi. Yến ra còn mời được nha hoàn sao? Tám phần là nhóc ăn mày nào nhặt được thôi. Tả tổng quản không cam lòng. Vậy tiền tháng và siêm y. Yến Tam hợp cười gần. Xem ra tả phủ này ta không ở nổi nữa. Cô nái nái ơi, con đi, con đi ngay đây. Tả tổng quản đứng lên, vừa muốn cất bước thì đột nhiên lại nghĩ tới cái gì. Hôm nay cô nương xem như ở lại đây rồi, lão thái thái có dặn là buổi tối sẽ bày hai bàn ở từ ân đường, dẫn cô nương đi chào hỏi. Không cần chào hỏi, ba bữa cơm đưa đến phòng ta, còn cái khác. Yến Tam hợp sừng một chút các người cứ coi như ta là người chết đi tạ tổng quản ta là ai ta đang ở đâu ta vừa nghe gì thế lão gia phu nhân lão nô không dám nói thêm một chữ nào đâu nàng ta đã nói như thế đấy ạ à? tạ đạo chi và tạ lão thái thái nhìn nhau không biết nói gì cho phải thực ra ngẫm lại cũng không kỳ quái tạ nhi lập đặt chén trà xuống nói yến tổ phụ dù có nghèo túng đến mức đó cũng không mở miệng cầu xin một tiếng Cháu gái ông chính tay dạy dỗ sao có thể tham phú được. Tạ lão Thái Thái lại bắt đầu gạt lệ, ta cứ cảm thấy có lỗi với đứa nhỏ kia mãi, thời gian còn dài mà. Tạ Nhi lập an ủi, nàng ấy mới đến, trong lòng còn đề phòng chúng ta, để sau này biết chúng ta đối tốt với nàng ấy, cứ từ từ thôi ạ. À. Tạ đạo chi gật đầu, lão đại nói có lý, cứ từ từ thôi, lòng người đều làm từ thịt mà. Vậy thì từ từ vậy. Vừa dứt lời, lão Thái Thái nghĩ thầm không đúng hạ nhân trong phủ xưa nay nâng cao đạp thấp nàng lại không danh không phận như thế lão thái thái vỗ bàn một cái tuy nó không muốn những thứ nó nên có nhưng trong lòng mọi người phải hiểu rõ phải thời thời khắc khắc nhớ kỹ nó là tả gia đại ân nhân phải thương yêu ta tổng quản lão thái thái người bên ngoài không biết lai lịch của nó nhưng người biết rất rõ những thứ khác ta mặc kệ nàng nếu chịu chút ấm ức gì thì ta chỉ tìm ngươi tính sổ thôi tả tổng quản cắn răng vâng lão ra mời mẫu thân nói ngươi chú ý xem có nam nhân nào ổn không dòng dõi thấp một chút cũng không sao cả chỉ cần nhân phẩm đàng hoàng là được không thể mặc kệ được mẫu thân yên tâm việc này con sẽ để tâm yến cô nương cơm tối tới rồi bỏ xuống đi thang viên đặt hộp thức ăn xuống tiến lên một bước quỳ xuống đất ngươi nha hoàng của cô nương phải một tháng sau mới đến trong viện này chẳng có ai trông cửa nô tỳ thật sự rất lo thang viên. Nếu cô nương không chê nô tỳ vụng về thì xin hãy giữ nô tỷ lại, chờ nha hoàn của cô nương tới thì lúc đó ta đi cũng không muộn. Yến Tam Hợp nhìn khuôn mặt tròn trịa như cái tên bánh trôi của nàng, im lặng một hồi rồi nói. Muốn ở lại thì đừng quỳ. Thang viên ngẩn ra, Yến Tam Hợp không nhìn nàng nữa, tự mở hộp thức ăn ra. Thang viên vội đứng lên, cười nói. Cô nương mau ngồi xuống, nô tỳ hầu hạ cô nương dùng cơm. Không cần, ngươi cũng ngồi xuống ăn cơm đi thang viên lại ngần ra ta có quy củ của ta yến tam hợp nhìn sáu món mặn một món canh trước mặt muốn ở lại thì phải làm theo quy củ của ta nếu không thì cút lòng thang viên nóng như bánh rán không biết nên ngồi xuống hay nên cút đi người có thể ở tính tư cư tuyệt đối không phải người bình thường sưng một tiếng chủ nhân cũng không quá đáng nhưng nàng là hạ nhân Hạ nhân sao có thể dùng cơm cùng bàn với chủ nhân được chứ? Như vậy không hợp quy củ mà. Cút đi, Yến Tam hợp đuổi người đi tuyệt đối không mềm lòng. Thang Viên sợ tới mức run lên, nhớ tới lời dặn của Tả tổng quản, vội thành thật ngồi xuống. Ăn cơm. Yến Tam hợp một tay bưng bát, một tay cầm lấy đũa. Thang Viên quay mặt đi, khẽ lắc đầu, nén nước mắt vào. Nàng sống trên đời 16 tuổi, đây là lần đầu tiên ngồi ở trên ghế tốt như vậy lại còn được ăn cơm ngon như vậy. Một bữa cơm, thang viên ăn đến kinh hồn bạt vía. Nàng thấy yến tam hợp dùng hết thì vội vàng đặt đũa xuống, đứng dậy nói. "Trong viện này có một vườn hoa nhỏ, nếu cô nương muốn tiêu hóa thì có thể đi dạo một lát." "Ừ." Yến tam hợp thản nhiên nói. "Đúng rồi, đừng mở miệng ra là nô tỳ như thế, ta không thích nghe." Tay thang viên đang thu dọn bát đũa run lên, biểu cảm trên mặt như nứt ra. Yến Tam hợp tự đi đến tiểu hoa viên. Trong vườn nhỏ trồng mấy cây hoa mai, mấy ngày trước mưa gió mạnh làm hoa rơi đầy đất. Yến Tam hợp có hơi hốt hoảng, không hiểu sao nàng lại nghĩ đến cảnh trong mơ kia, lông mày nhíu chặt lại buông ra. Ông có gặp họ ở trên kia không? Bọn họ đều ổn chứ? Tâm ma hóa xong, con lại mơ thấy một ít chuyện trước kia. Còn có phụ thân mẫu thân, còn có một người hay ức hiếp con, lại hay dỗ dành con còn ở lại kinh thành là vì hóa giải tâm ma kế tiếp ở lại tả ra là sợ nha đầu kia tìm không thấy con con không ngờ ông lại báo mộng cho tả đạo chi bọn họ nói ông đã buông xuống còn nghĩ ông không phải buông xuống mà là đã quên đi rồi quên đi rất tốt như vậy sẽ không thấy mệt mỏi nữa giọng của yến tam hợp càng lúc càng thấp càng lúc càng thấp ở trốn suối vàng tổ phụ hãy uống một chén canh mạnh bà qua cầu nại hà rồi kiếp sau phải đầu thai vào một gia đình tốt và tìm một nữ nhân thật lòng với người nhé. Chương 43, tin đồn. Trong vườn tả phủ sau giờ ngọ, các nha hoàn và bà tử túng tụng lại với nhau nhiều chuyện. Có nghe nói gì chưa, tính tư cư có người mới vào ở đấy. Thật không đấy, đó là viện dành cho đại gia đi học trước đây, nhị tiểu thư làm ầm ý muốn dọn vào ở nhiều lần cũng chẳng được mà. Ai mà có mặt mũi lớn như vậy, các ngươi không ngờ được đâu, là người đêm hôm đó bắt cóc đại gia đó. Sao lại là nàng ta chứ? Loại người không biết trời cao đất rộng này, không phải nên đưa vào lao ngục sao? Đúng vậy, sao lại vào ở tính tư cư được chứ? Tính tư cư tính là gì? Bùi Thái Y còn khám bệnh cho nàng ta nữa kìa. Tất cả mọi người không dám lên tiếng. Bùi Thái Y cũng không phải người bình thường, ông chỉ khám bệnh cho chủ nhân của tạ phủ, liễu di nương xin cho tạ phủ một trai một gái cũng không có tư cách này ta nghe nói đại gia ba ngày hai bữa chạy tới tính tư cư một cô nương dám uy hiếp đại gia còn mời được bùi thái y thì chỉ tồn tại một khả năng nàng là nữ nhân đại gia nuôi ở bên ngoài không biết dùng cách gì náo loạn một hồi đại gia không còn cách nào chỉ có thể đưa về làm quý thiếp xong rồi về sau trong viện đại gia không còn cuộc sống thái bình nữa rồi có nghe nói gì chưa tính tư cư có người mới vào ở đấy thật không đấy đó là viện dành cho đại gia đi học trước đây, nhị tiểu thư làm ẩm ý muốn dọn vào ở nhiều lần cũng chẳng được mà. Ai mà có mặt mũi lớn như vậy, các ngươi cũng không ngờ phải không, là cô nương đêm hôm đó tam gia bế ấy. Các ngươi nói người nọ và tam gia có quan hệ gì được nhỉ? Còn phải nói sao, đều đã dọn vào tính tư cư rồi đấy, tám phần là nữ nhân tam gia nuôi ở bên ngoài. Tam gia muốn cưới nàng sao? Sao có thể cưới một nữ nhân ở bên ngoài chứ? Làm thiếp là nhất rồi, Vị trí chính thê chỉ có thể là Đỗ Cô Nương thôi. Với tính cách của Đỗ Cô Nương thì chắc chắn là không chịu rồi. Cho nên nói nữ nhân kia thông minh, thừa dịp Đỗ Cô Nương chưa vào cửa thì đứng vững chân ở tạ gia, sinh hạ một trai một gái trước, đến lúc đó Đỗ Cô Nương không chịu cũng phải chịu thôi. Tam gia tốt như thế, sao lại đột nhiên chuyển tính, không phải ngài ấy nói sợ liên lụy đến người khác sao? Ngài ấy sợ liên lụy đâu có phải là các nữ nhân kia không muốn, có người còn liều mạng dán lên người ngài ấy chứ dùng mạo tam gia nhà chúng ta tuấn tú mà, được xếp hạng cao trong kinh thành lắm đấy. Xong rồi, sau này trong viện tam gia sẽ không còn thái bình nữa mất. Chủ nhân tĩnh tư cư giờ phút này đứng ở trước thư án, nâng bút viết chữ. Hôm nay là ngày thứ năm vào ở tạ gia rồi. giường quá mềm, không cứng như trong nhà, ngủ một giấc dậy mà eo lưng nhức mỏi quá, dùng lời của Lý Bất Ngôn để nói thì là đánh giá kém. Thức ăn không tệ, bữa chính ít nhất có 5 món mặn một món canh, còn có tổ yến ăn, mười năm ngày mà mớ thịt bị mất hai tháng của ta đã được bù lại rồi, có lời khen. Tạ mập đáng ghét cực, cả ngày cô nương dài, cô nương ngắn, ta bảo hắn câm miệng hắn cũng không nghe, ngũ hành thiếu đánh, ta rất muốn đánh cho hắn một trận để hắn im lặng mấy ngày. Thang viên vẫn không dám ăn cơm chúng với ta, mông chỉ dám ngồi một nửa, cũng không dùng được bao nhiêu cơm, mà ta khó ở đến thế sao. Tạ nhi lập đến hai lần, không nói gì, chỉ nói đến xem thử. Hắn rảnh quá trời rảnh. Có thời gian thế thì đến Câu Lan mà nghe kịch sao? Sao Câu Lan là nơi hát múa và diễn kịch của thời Tống, nguyên ở tung của. Nguyên câu này gốc là Câu Lan Thính Hí, nghĩa là đến nhà kịch mà nghe, nhưng nghĩa bóng của nó là chỉ mấy người rảnh rỗi quá thì đi tìm việc gì vui mà làm. Vài ngày nữa thôi trôi qua. Chủ nhân tính tư cư lại đứng trước thư án, lại cầm bút viết chữ. Hôm nay là ngày thứ 12 vào ở tạ phủ, ta đã quen ngủ giường mềm rồi, chỉ là chăn tơ trơn qua, ban đêm lại rơi trên mặt đất. Thức ăn vẫn giữ được tiêu chuẩn, còn nhiều trái cây và điểm tâm mùa này nữa, nhưng trái cây ở thành tứ cửu thành không ngọt. Hôm qua ta chỉ nói một câu, dưa này ở chỗ chúng ta chỉ cho heo ăn, và tạ mập lại quỳ nữa. 12 ngày, tạ mập quỳ 28 lần, ta có nên trực tiếp đánh gãy chân hắn không nhỉ? Để hắn khỏi đứng lên luôn thang viên mấy ngày nay đã dám gắp thức ăn rồi nhưng xương hô nô tỳ này vẫn không đổi được nghe chói tai quá trời tả ăn chơi kia tới hai lần không nói gì rồi cũng nói tới xem thử hắn cũng rảnh lắm hay sao ấy công tử bột không phải ngày nào cũng đến trốn câu lan nghe nhạc sao ta đến giờ còn chưa ra khỏi cửa tĩnh tư cư nửa tháng này ta phải điều dưỡng tốt thân thể bổ sung những thiếu hụt trước đây lại bởi vì ta có thể cảm giác được tâm ma kế tiếp đang cách ta càng ngày càng gần. Yến Tam Hợp không đoán được, tả công tử lúc này đang vội vàng chạy về phía câu lan. Câu lan của kinh thành chia làm ba loại. Giáo phường ti là thượng đẳng nhất, những nơi này chuyên cung cấp cho quan to quý nhân đến vui chơi. Kỹ nhân bên trong đại đá số là người nhà của tội quan, còn có một số ít là do nước láng giềng tiến công tới. Những kỹ nhân này vừa biết ngâm thơ, lại biết hầu hạ người, trên người còn không có khí chất phong trần, chiếm một chữ nhã. Xếp thứ hai là lầu, viện. Cô nương trong lầu và viện phần lớn xuất thân nghèo khổ, từ sắc học vấn mặc dù không bằng thượng ti phường, nhưng mấu chốt là họ cởi mở. Khúc hát kia vừa vang lên, xương cốt của nam nhân mềm nhũn ba phần, chiếm một chữ quyến rũ. Cuối cùng là hạ oanh yến đứng đường. Những cô nương này tuổi tác dần lớn, dung nhan già đi, vì muốn miếng cơm ăn để sống qua ngày nên chỉ có thể làm ăn bằng da thịt, chiếm một chữ tục. Người xuất thân quan gia, phần lớn đều không muốn đến giáo phường ti nghe tiểu khúc. Vì sao ư? Bởi vì trốn quan trường như chiến trường, nếu vận mệnh không tốt, thì không chừng ngày nào đó nữ quyến trong phủ nhà mình cũng sẽ lưu lạc tới nơi đó. Lệ Xuân Viện là lựa chọn hàng đầu của bọn họ. Nhưng tả ăn chơi lần này lại không phải đến nghe các cô nương hát tiểu khúc hắn đẩy tiểu nhị đến đón ra, xông lên cầu thang, đi thẳng đến một phòng trong lầu 2, sau đó nhấc chân lên đá văng cửa. Tiếng cười tiếng nhạc dừng lại. Mấy hòa thượng để đầu trần đồng loạt quay đầu lại, tạ chi phi liếc mắt một đã liền nhìn thấy bùi tiếu bị người vây lấy chính giữa, để lại một đầu tóc đen. Ngày mai không muốn bị ngự xử buộc tội, thì cút ngay cho ra. Các hòa thượng chẳng dám thả cái rắm, đẩy cô nương trong lòng ra rồi xám xịt cút đi. Các cô nương vừa thấy tà tam ra xưa nay hay cười hôm nay chợt giống như ác quỷ thì không dám nhiều lời, cũng vội cút đi. Sắc mặt tả chi phi tối lại nhìn bùi tiếu. Đường đường là hữu thiện thế của chùa Tăng Lục, quan viên lục phẩm vậy mà mang theo thuộc hạ đến dạo ký viện, chức quan này ngươi còn muốn hay không hả? Muốn chứ, tại sao lại không muốn? Mặt bùi đại nhân rất thành khẩn. A-di-đà Phật, linh hồn của ta có thể thuộc về Phật tổ, nhưng thể xác thì cũng có thể thế tục, tạ chi phi bị hắn làm cho tức cười. Một mình ngươi thế tục thì thôi đi, khắp kinh thành ai không biết bùi minh đình ngươi chỉ sống quá ngày ở chùa Tăng Lục, đã thế còn còn mang theo một đám hòa thượng thế tục cùng, ta thấy ngươi là muốn chết thì có. Tên khốn kiếp nào dám mách lẻo với ngươi thế hả? Bùi tiếu vỗ bàn, mắng. Các đại quan đại lão chơi gái ký nữ mặc kệ, ta chỉ nghe tiểu khúc thôi họ cũng không chịu, trên đời này còn thiên lý hay không hả? tên khốn kiếp mà bùi đại nhân nói là ngự sử tuần thành của ngự sử đài, đám người này chức quan không lớn, nhưng quyền lợi không nhỏ. Quan trọng là vì chức quan nhỏ, nên không dám trêu vào quan ngũ phẩm trở lên, chứ quan lục phẩm trở xuống tiểu quan thì bọn họ gặp ai cắn nấy, chẳng khác gì chó điên. Tả chi phi chỉ tay về phía hắn. Tổ tông à, thời điểm quan trọng thế này, ngươi có thể kiềm chế một chút được không? Thì là vì thời điểm quan trọng nên ta mới muốn ra ngoài hít thở đó. Bùi tiếu cười gần một tiếng. Sao, cậu ta giờ đến trước quan còn mấy, mấy con chó kia định lại cắn ta luôn sao? Tạ chi phi. Nghe khẩu khí này của ngươi, ngươi định cắn lại sao? Mấy chuyện cắn chó này, ông ấy không làm. Bùi tiếu liếc mắt. Đàn ông có gậy đánh chó, đánh gãy chân chó của hắn. Được rồi, đừng nói bừa. Tạ chi phi nghĩ lại mình mới nghe được một ít lời đồn, nhích lại gần thấp giọng nói. Mộ của quý lão thái thái, các người đã tìm người đào lên chưa? Bùi tiếu đang liếc qua hắn được một nửa thì khựng lại. Trường 44, đào mộ. Yên tĩnh vài giây, hắn úp ly rượu rồi đứng lên, một chân dẫm lên ghế, một ngón tay chỉ vào mũi tạ chi phi. Tạ ngũ thập, ngươi không cho ta nghe tiểu khúc thì ta có thể nhịn, ngươi kêu ta đào mộ bà ngoại ta thì ta nhịn không được rồi, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Tạ chi phi, hay là đừng đào nữa, ít nhất người chết không phải là hắn. Được rồi, ngồi xuống, nói chuyện đàng hoàng đi. Tạ Chi Phi đẩy bàn tay sắp đâm vào mũi mình ra. Ta lo lắng đến đây thế này là vì nghe được một tin tức. Tin tức gì, cậu của ngươi chỉ bị bãi trước quan, hoàng đế vẫn còn chút nể tình, nhưng người đó dường như không chịu bỏ qua như thế đâu. Tạ Chi Phi nhúng tay vào chung trà, viết hai chữ lên bàn. Hán Vương, Bùi Tiếu nhìn thấy hai chữ kia thì ánh mắt chợt trở nên hãi hùng dưới gối đương kim hoàng đế có hai con trai trưởng, một vị là thái tử, một vị là hán vương, hai người này rõ ràng là huynh đệ ruột, nhưng lại vì một ngôi vị hoàng đế mà người chết ta sống mà tranh giành hai mươi mấy năm. Cậu nhà hắn làm lang chung ở hộ bộ, chủ quản vận chuyện đường thủy, kho chứa, xem như là một công việc béo bở. Mà hộ bộ xưa nay do thái tử đứng đầu, cậu hắn cũng tự nhiên thuộc về đảng thái tử. Bùi tiếu khẽ cắn môi. Hắn muốn thế nào? hắn muốn đánh con chó đã rơi xuống nước tả chi phi túm vạt áo bùi tiếu dán miệng lỗ tai hắn nói nghe nói ngự sử đài muốn báo cáo quý đại nhân tham ô chuyện này có lớn có nhỏ không biết chừng đến nhà cũng phải bị tịch thu đám chó kia gió thổi hướng nào đầu chó bọn họ liền đổ theo hướng đó bùi tiếu giận run người đầu óc cũng run theo đúng rồi việc này liên quan gì đến việc đào mộ bà ngoại ta tả chi phi hay là đừng đào nữa ít nhất không cần giải thích mệt mỏi. Tả Chi Phi nghiêm túc suy nghĩ một hồi, nặn tư kẽ răng ra một câu như vậy. Mấy ngày trước bà ngoại ngươi báo mộng cho ta, còn không chỉ có một lần, nói nhà bà ấy ở dỉ nước, lạnh muốn chết. Giờ phút này, đôi môi mỏng của tả tam ra cách bồi đại nhân chỉ có ba thước, hắn vốn định tát cho y một cái. Nằm mơ mà nương nó ngươi cũng coi là thật sao. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, bồi đại nhân vững vàng hỏi một câu bà ngoại ta vì sao lại báo mộng cho ngươi mà không báo mộng cho ta có thể là tả ta tam gia dõng dạc ta đẹp hơn ngươi chăng bùi tiếu đó cũng là lý do sao đêm đen gió vần vũ chính là lúc tốt để đào mộ các chủ nhân không thể nào động thủ cho nên chỉ có thể giao cho thị vệ làm thị vệ của bùi đại nhân tên là hoàng kỳ là con cái của người hầu bùi gia công phu quyền cước rất giỏi nhưng lá gan còn nhỏ hơn hạt vừng hắn đào một sẻng, trong lòng hốt hoảng hơn một chút. Đào thêm một sẻng nữa, trong lòng lại hốt hoảng hơn. Cuối cùng hốt hoảng không chịu không nổi, Hoàng Kỳ ném sẻng, ngã xuống trước mặt chủ nhân nhà mình. Ra à, tốt xấu gì cũng nói với người quý ra một tiếng đi, lỡ như xảy ra chuyện gì thì chúng ta có trăm cái miệng cũng không giải thích được. Bùi tiếu cũng sợ lắm, bèn trừng mắt với tạ chi phi ở bên cạnh, thầm nghĩ sao ta lại tin tên khốn kiếp này thế không biết đào cũng đã đào rồi hoàng kỳ ngươi còn nói nhảm cái gì nữa tạ chi phi nói nếu xảy ra chuyện ta đi nhận tội với quý gia tam gia là ngài nói đấy nhé hoàng kỳ vẻ mặt cầu xin chu thanh dùng cánh tay nhích vào tay hắn hắn đừng lo tam gia nhà ta nằm mơ linh lắm lời này không an ủi được hoàng kỳ lại thấy chủ nhân nhà hắn hỏi tạ ngũ thập ngươi nằm mơ linh lúc nào hả tạ chi phi ngẩng đầu vô cùng bình tĩnh nói dối gần đây bùi tiếu trong lòng âm thầm cà ra lửa ngươi cứ nói bậy nói bà đi tả chi phi liếc hắn một cái nếu linh thật thì ngươi tính sao bùi tiếu ta bảo cao tăng trong nhà môn ta uống rượu với ngươi tả chi phi ta không uống với đám lửa chọc bùi tiếu vậy ta kêu bà ngoại ta báo mộng cảm ơn ngươi tả chi phi được rồi ta còn muốn sống thêm vài năm nữa lúc hai người đang nói chuyện thì đột nhiên vang lên một tiếng cạch, đào được rồi. Chu Thành hô to một tiếng, ném cái sẻng trong tay rồi trực tiếp dùng tay bới. Hoàng Kỳ tuy rằng ra đầu tê dại, nhưng cũng không dám không đi hỗ trợ. Tầng đất cuối cùng phủ lên quan tài được dọn dẹp sạch sẽ, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến trợn mắt há hốc mồm. Dưới ánh trăng ảm đạm, nắp quan tài tơ vàng thượng hạng bị nứt ra một khe hở. Quỷ khí dày đặc, khiến cho người ta khiếp phía hơn là cái khe kia lúc đầu chỉ có mấy tấc, sau đó ngay trước ánh mặt mọi người chợt mở to ra hơn. Hoàng kỳ sợ tới mức, gào, lên, sợ tè ra quần trốn ở phía sau Chu Thanh, nắm chặt lấy áo hắn. Lá gan Chu Thanh hơi lớn một chút, sau khi ngực phập phồng vài cái thì ngẩng đầu định hỏi một câu. Tam gia làm sao bây giờ? Lời nói chưa ra đã ở trong cổ họng. Tam gia nhà hắn đứng thẳng tắp, hai tay bế ngang bùi đại nhân. Sắc mặt bùi đại nhân trắng bệch, hai tay ôm lấy cổ cả tam gia, tức giận nói. Thừa vũ, mau, mau lấy kinh kim cang mà cao tăng chép trong ngực ta ra. Đúng, đúng, đúng rồi, trên lưng ta còn có một chuỗi tiền ngũ đế, có thể, có thể trừ tà. Tả chi phi trên mặt coi như chấn tính, nhưng tim lại đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nghe nói là một chuyện, tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác. Cũng may là hắn đã chuẩn bị tâm lý trước, nếu không thì cũng chẳng khác gì tên trên tay này. Muộn rồi hắn thả bùi tiếu xuống đất thở đều nửa ngày lại nói dẫn ta đi gặp quý lão gia ta có lời muốn nói với hắn bùi tiếu chợt giật mình hoàn hồn lại đúng 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 ngươi nói với cậu ta thì tốt hơn dù sao bà ngoại ta là báo mộng cho ngươi mà báo mộng là ta lừa ngươi đó tạ chi phi cao mày nhìn bùi tiếu minh đình những lời ta sắp nói đây có hơi kỳ quái nhưng câu nào cũng là thật ngươi nghiêm túc nghe cho kỹ vào bùi minh đình theo truyền thuyết, quan tài của người chết không thể khép lại, là bởi vì khi còn sống có niệm không thể nói ra được, một thời gian sau, niệm này sẽ biến thành ma. Bùi Minh Đình, Ngọc Hoàng Đại Đế ơi, hắn, hắn, hắn đang nói cái gì thế? Có thể phái lôi công lôi mẫu cho ta 9981 đạo thiên lôi để giúp ta phi thăng tại chỗ hay không? Đánh chết ta đi. Lại đây. Đánh chết ta. Không có thiên lôi, thậm chí đến mưa cũng không có. Hôm sau, là một ngày cảnh xuân tươi đẹp. Yến Tam Hợp nhìn xiêm y màu sắc rực rỡ trên giá áo, cả son phấn trên bàn trang điểm, những thứ này đều là tạ mập đưa tới. Nàng im lặng thật lâu, cuối cùng vẫn lựa chọn bộ xiêm y cũ màu xanh nhạt của mình. Cô nương định đi ra ngoài sao? Thang viên đang phơi nắng kim chỉ thì thấy Yến Tam Hợp đi ra, vội vàng nghênh đón. Ta đến hầu hoa viên ngắm cảnh, thuận tiện đi dạo trên phố luôn. Cô nương đi vòng qua cửa trước thì xa lắm. Thang viên móc trong ngực ra một sâu tiền. Cửa sau không thường mở, nếu cho bạc thì người đó sẽ làm việc thoải mái hơn. Không cần. Yến Tam Hợp thản nhiên nói. Ta không thích những thói xấu này. Thang viên đã quen với tính cách nói một không hai của vị chủ nhân này. Vậy ta đi với cô nương. Yến Tam Hợp xưa nay đã quen tự do, sao có thể để cho nàng đi theo được. Ta không thích thói xấu đó đâu có nghĩa là đi đâu ngươi cũng phải đi theo thang viên trong vườn ý xuân giặt rào hoa nở rộ yến tam hợp liếc mắt nhìn thử cảm thấy cũng bình thường chẳng thể nào so được với hoa dại nở khắp núi đồi phía sau cho nên không nán lại quá lâu đứng lại đột nhiên một giọng nói vang lên từ sau lưng cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh holic audio chương 45, nhãn duyên yến tam hợp dừng bước chậm rãi xoay người đó là một cô nương xinh đẹp trên môi thoa son đỏ mặc bộ áo mùa xuân màu xanh nước biếc phá lệ nâng ra khiến cho cả người còn đẹp hơn ngày xuân tới ba phần nếu như không có những lời này thì yến tam hợp sẽ có rất tượng rất tốt với cô nương này rồi khai thật đi chuyện mê gái giống em phải hơn sao nhìn thấy mà mà không chào hỏi một tiếng ngươi không được dạy quy củ hả yến tam hợp cố nuốt ba chữ ngươi là ai thế không quá văn mình lễ phép đổi thành ngươi là ai người nói chuyện là tì nữ Tiểu thư nhà ta là tam phu nhân tương lai của tạ gia. Yến Tam Hợp. Tên gì? Thì nữ nghẹn họng Hình như không đúng lắm. Lời này rõ ràng phải do chúng ta hỏi mới đúng. Ta họ đỗ. Đỗ Y Vân nhớ mày. Ngươi từng nghe đến đỗ gia ở kinh thành chứ? Yến Tam Hợp bình tĩnh. Chưa. Đỗ Y Vân. Chưa nghe thì bây giờ nói cho người nghe. Thì nữ còn kiêu ngạo ương ngạnh hơn cả chủ nhân. Đỗ gia kinh thành không phải là người mà ngươi có thể chọc vào được thức thời thì mau cút khỏi tả phủ đi. Nói xong, nàng căm giận trừng mắt với Yến Tam Hợp một cái. Cái liếc mắt kia nếu như đổi thành dao găm thì trên người Yến Tam Hợp chắc chắn sẽ bị thủng mấy lỗ rồi. Tỷ nữ tính đã như vậy rồi, thế thì hôn thê đó cũng chẳng phải thứ tốt gì, rất hợp với tên ăn chơi chắc táng đó. Yến Tam Hợp cười gằn. Vì sao ta phải cút khỏi tả phủ? Vì sao ư? Đỗ Y Vân nhướng mày. Chỉ vì họ đỗ của ta thôi nàng là tiểu thư được đỗ ra sùng ái nhất, đỗ ra và tạ ra trước nay vẫn có mối giao hảo, tạ lão ra có thể vào nội các cũng nhờ phụ thân nàng giúp đỡ một phần. Cho nên ô tạ ra, ai cũng sẽ nhún nhường đỗ y vân. Mà người trước mắt này chẳng qua chỉ là một tiếp mà lại dám đối xử với nàng ta như vậy, đúng là to gan. Tiểu thư tất nhiên có tính khí của tiểu thư. Ngươi quỳ xuống cho ta. Yến Tam hợp mặc kệ loại người này, quay đầu bước đi. Ngươi dám đi sao? Đỗ Y Vân bị phất lờ thì thức điên, vọt với trước mặt Yến Tam Hợp, giơ tay muốn tát nàng một cái. Yến Tam Hợp lạnh lẽo liếc nàng một cái, nhấc chân đá về phía đầu gối nàng. À, Đỗ Y Vân co chân lại, quỳ dạp xuống đất. Xiêm y mùa xuân mỏng manh, nàng lại là thiên kim đại tiểu thư, nào đã nếm trải cảm giác đau đớn này, suýt nữa thì đã ngất đi. Tiệm nhân, ngươi, ngươi, ngươi lại dám đánh tiểu thư nhà ta, ăn gan hùm mận gấu rồi a à, tỷ nữ cũng kêu thầm một tiếng quỳ xuống theo xung quanh cực kỳ yên tĩnh yến tam hợp rất tức giận nhưng sắc mặt lại rất bình tĩnh ở chỗ ta không có dám hay không chỉ có làm hay không làm lần này ta nhẹ tay đấy nếu có lần sau nàng khoanh tay từ trên cao nhìn xuống tỷ nữ kia ngươi cứ thử xem nữ tử này rốt cuộc là ai vì sao ánh mắt lại lạnh lẽo như thế lạnh lẽo thì không nói sao sao nàng ta còn có sát khí? Tỷ nữ sợ tới mức trắng bệch cả mặt, cả người rụt về phía Đỗ Y Vân. Về phần ngươi, Yến Tam Hợp đưa tay nắm cầm Đỗ Y Vân, ép nàng ngừng đầu. Họ đỗ cũng thế mà họ tả cũng vậy, chẳng liên quan gì đến ta sắt. Nhớ kỹ lời ta nói, an phận mà làm đại tiểu thư của ngươi, đừng cắn người lung tung như chó điên thế. Ngươi, Đỗ Y Vân vừa hận vừa giận vừa xấu hổ, khuôn mặt đỏ bừng. Yến cô nương, lại có người tới, hôm nay ta ra ngoài không xem hoàng lịch sao. Yến Tam Hợp buông tay ra, khóe miệng nhếch lên. Người tới là một thiếu phụ trẻ tuổi, hơn 20 tuổi, một khuôn mặt trái xoan tinh xảo cổ điển, nhìn rất thanh lệ thoát tục. Phía sau nàng là một đám nha hoàn bà tử đi theo. Đại tẩu. Đỗ Y Vân vừa nhìn thấy người này thì nước mắt giống như không cần tiền, lục bục lục bục rơi xuống, nào còn có nửa phần ngang ngược kiêu ngạo của vừa rồi. Trong ngôi nhà này, người có thể được gọi là đại tàu thì chỉ có chính thê tạ nhi lập thôi. Yến Tam Hợp khẽ gật đầu. Chu Thị liếc mắt nhìn Đỗ Y Vân. Yến cô nương, hạ nhân vô lễ, ta thay nàng bồi tội với ngươi, nói ra thì do ra quản lý người không tốt mới khiến Yến cô nương chịu ấm ức. Thì nữ kia tên là Nghe Nhi, vừa nghe Chu Thị nói lời này thì kinh ngạc đến mức suýt sớt cả trong mắt. Sao, sao, sao ngài ấy lại khách khí với họ Yến như vậy? Chu Thị nhìn lướt qua mấy người hầu phía sau, người hầu bước lên đỡ Đỗ Y Vân dậy. Đỗ Y Vân đứng vững, đẩy vú già ra lảo đảo vọt tới trước mặt Chu Thị. Đại tẩu, tiện nữ nhân này, Đỗ cô nương. Giọng Chu Thị đột nhiên trầm xuống. Yến cô nương là khách quý của tạ phủ, một tiếng tiện nữ này của Đỗ cô nương là đang khinh thường ai vậy? Đỗ Y Vân nghe đến choáng váng. Lúc trước Chu Thị này rất ôn hòa, mỗi lần nàng đến tạ phủ, dù có bận rộn thế nào thì cũng sẽ bớt chút thời gian để chơi với nàng một lát, sao lần này lại đổi thái độ như thế? Chỉ là một thiếp mà thôi, khách quý gì chứ? Đỗ Y Vân vừa muốn nổi khùng, thì nghe nghi đang quỳ bên cạnh bỗng ho khan dữ dội. Tiểu thư, vị đại tàu này của ngươi vừa gả vào tả ra, tả lão ra đã giao lại đại quyền đương ra vốn nắm trong tay ngô thị giao cho nàng, người đừng hồ đồ mà đắc tội nàng chứ. Đầu óc Đỗ Y Vân chợt tỉnh táo, ai có thể đắc tội, ai không thể đắc tội trong lòng nàng cũng rõ nàng vội vàng lấy khăn ra quang minh chính đại lau nước mắt cho chu thị xem chu thị nhìn thấy cũng coi như không nhìn thấy nhìn yến tam hợp xin lỗi cười yến cô nương đang định đi ra ngoài sao nữ nhân cười nói yến tam hợp gật gật đầu người đâu chuẩn bị xe cho yến cô nương không cần phiền toái thế yến tam hợp ta đi một lát thôi chu thị tiến lên một bước nhẹ nhàng nói kinh thành rất lớn, có quá nhiên chuyện phức tạp, cô nương cảnh vàng lá ngọc. Nói đến đây, Yến Tam hợp khẽ nhíu mày. Chu thị thấy rõ ràng. Không bằng ta để thang viên đi theo xa, cô nương muốn đi dạo ở đâu thì có nàng dẫn đường, muốn ăn cái gì thì nàng cũng có thể hầu hạ. Lời này khéo đưa khéo đẩy khiến Yến Tam Hợp không có cách nào cử tuyệt, giống như lọt vào trong sương mù gật gật đầu. Nàng bên này vừa gật đầu, phía sau Chu thị đã có nha hoàn nhanh nhẹn đi gọi thang viên chỉ một lát thang viên đã thở hồng hộc chạy tới chu thị cầm khăn che môi tâm phúc bên cạnh móc ra hai mươi lượng bạc giao cho thang viên chu thị nhìn thang viên nếu cô nương đây thích thì dù là cái gì cũng cứ mua nếu không đủ bạc thì ghi sổ cho tạ phủ là được vâng thưa đại phu nhân thang viên quay người lại cô nương chúng ta đi thôi yến tam hợp từ từ nhích miệng lên trông rất đẹp là một thái độ ôn hòa là hai chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, rất biết giải quyết vấn đề là bốn. nàng nhìn Chu Thị đột nhiên hỏi: người tên gì? Chu Thị thấy khó hiểu, không biết nàng muốn làm cái gì. ta họ Chu, tên Vị Hi, tích ngã sơ thiên, Chu Hoa Vị Hi, tên hay lắm. sao? sao hai câu trong bài thơ sóc phong thi xua phân si gió bắc thời tam quốc, dịch là nhớ ngày ta vừa đi, bông hoa đỏ vẫn chưa tàn ánh mắt Chu Thị nhìn về phía Yến Tam Hợp, cảm thấy rất ngạc nhiên. Cái tên này vốn là một điển cố, người đọc sách cũng chưa chắc đã biết, nàng tuổi còn nhỏ mà vừa nhắc đến đã thốt ra. Rốt cuộc nàng ta là ai? Ta tên là Yến Tam Hợp, người có thể gọi ta là Tam Hợp. Duyên phận giữa người với người, nói đến thật sự rất kỳ quái, có người liếc mắt một cái đã chán ghét. Có người, liếc mắt một cái lập tức thấy vui vẻ. Yến Tam Hợp thầm nghĩ, chu vị hy này coi như cũng có nhãn duyên với nàng chương 46, quan tài chu thị thấy yến tam hợp rời đi mới xoay người nhìn đỗ y vân đại tẩu tẩu coi à ta kìa đỗ y vân ấm ức nói không nổi nữa khóc đến co rút biết rõ người này đang diễn trò chu thị vẫn dịu dàng kiên nhẫn nói sao ngươi biết đó là thiếp của lão tam có ai nói lung tung với ngươi phải không còn cần phải nói sao đỗ y vân bĩu môi tính tư cư kia là nơi mà ai cũng có thể vào ở sao? Huống chi tam ca còn bé à? Chuyện trong tả phù lại truyền đến tai một người họ khác. Chu thị cười gần trong lòng, nhưng trên mặt lại rất ung dung. Sao không biết nhỉ? Đến chuyện này đại tàu cũng không biết sao. Đỗ Y Vân làm bộ sợ hãi kinh ngạc nói. Ta còn nghe nói, nghe nói chuyện gì? Đỗ Y Vân nhìn Chu thị, dùng khăn lau nước mắt. Đại tẩu vẫn không nên biết thì tốt hơn, không lại nổi giận cho xem chu thị mỉm cười nhà đầu ngươi sao đến đại tẩu cũng không chịu nói chứ đỗ y vân khịt khịt vẻ mặt bất đắc dĩ ta còn nghe nói người nọ không phải thiếp của tam ca mà là người đại ca nuôi ở bên ngoài tam ca chẳng qua là lớp ngụy trang thôi chu thị trên mặt rất bình tĩnh nam nhân cưới thiếp hay không cưới cũng chẳng phải mà nữ nhân chúng ta có thể xen vào mặc dù nói như vậy nhưng đỗ y vân giẫm chân một cái căm hận nói. Đại ca đâu có phải là người như thế, đều do những nữ nhân đê tiện không biết xấu hổ kia đến dán mặt vào cửa thôi. Y Vân, được rồi, không cho nói thì không nói. Đỗ Y Vân kéo tay áo Chu Thị, chớp chớp mắt. Đại tẩu về sau đừng giúp nàng ta nói chuyện nữa đó, nếu đó thật sự là thiếp của đại ca thì sao, tẩu phải để ý chứ. Lời nói ra cực kỳ chi kỳ. Trên mặt Chu Thị có mấy phần rung động, khẽ nhẹ nhàng nói. Ngươi nhìn ngươi xem, khóc đến sưng cả mắt rồi nè chân ta bị gãy rồi hay sao ấy đau quá đại tẩu ơi đỗ y vân thư khác không có chữ mắt nhìn rất tốt lúc nên châm ngòi châm ngòi lúc nên làm nũng sẽ làm nũng không ai có thể từ chối được quả nhiên chu thị biến sắc các ngươi chết cả rồi sao còn không mau đỡ cô nương vào trong phòng ta tìm một lang trung đến xem một chút vâng hai ba nha hoàn đỡ dỗ dành vây quanh đỗ y vân rời đi Nhà Hoàn nghe nghi đứng lên, vội vàng hành lễ với Chu thị rồi cũng đi theo. Đám người đi xa rồi, khuôn mặt ôn hòa của Chu thị mới chậm rãi trầm xuống. Đám nô bộc nha Hoàn nhìn thấy thì vội vàng quỳ xuống. Những ai truyền những lời này của ta truyền ra ngoài, hoặc nói lung tung trước mặt Đỗ cô nương thì tối nay đến chỗ ta nhận sai, ta sẽ cho qua lần này, nếu không đến. Chu thị thản nhiên cười, để chúng ta xem thử, ta có thể tìm ra người đó hay không đến lúc đó đừng trách ta không nể mặt vâng lui xuống cả đi mọi người vội vã tàn ra chỉ có một người không đi người này chính là nha hoàn hồi môn của chu thị xuân đào xuân đào nghiêm nghị nói đại phu nhân quan lý gia đình này đã được mấy năm còn có người dám to gan đưa tin tức cho đỗ cô nương bên kia thì có thể thấy được có thể thấy được tiền đỗ y vân thưởng rất nhiều nếu không sao có thể coi lời của ta như gió thoảng bên tai Xuân Đào thấy lòng nàng rõ ràng thì trái tim cũng quay về lại chỗ cũ. Đỗ Y Vân này nhìn nhu thuận đáng yêu nhưng mưu mô còn nhiều hơn cả tổ ong vò vẽ. Tuổi còn nhỏ mà lại khéo léo chuyện trong nhà như thế, đại phu nhân cũng phải ngậm bù hòn làm ngọt với nàng. Chỉ là Yến cô nương kia. Đại nãi nái, nàng rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ thật sự là người của đại gia? Chu thị liếc Xuân Đào một cái, làm nàng sợ tới mức vội vàng thu lời lại đúng hay không đúng thì cũng không phải để chúng ta bàn, đây là điều đầu tiên, còn điều thứ hai. Chu thị hơi ngẩng đầu lên, nhìn phía chân trời xa xa. Có người cười với ngươi, có người lạnh lùng với ngươi, trong thời gian ngắn thì chắc chắn không nhìn ra tốt xấu, ở lâu ngày thì mới lộ ra. Nàng là ai, không cần cố ý hỏi thăm, chúng ta cứ mở to mắt ra mà xem thử. Nữ nhân như bà này làm đương ra là đúng, mới còn nhỏ tuổi mà tính tình kiểu đâu vào đó, hợp ví anh đại ghê, không hổ là vợ chồng. Sự phồn hoa của thành tứ cửu rất khó dùng ngôn ngữ để hình dung. Tiểu lâu, quán trà, tiệm thơ lụa, phường trang sức. Yến Tam Hợp cảm thấy ánh mắt của mình hình như không đủ dùng. Khó trách quan lại trong thiên hạ đều gọt nhọn đầu, muốn chen vào trong này. Cô nương có mệt hay không? Có muốn ngồi xuống uống chén trà xanh không? Không cần. Bên kia là cửa hàng vài gấm nổi tiếng nhất kinh thành, Cô nương vào xem đi. Không xem, thế thì Bảo Ngọc Hiên, dù sao cũng phải xem một thứ chứ. Không xem. Cô nương thang viên hết chiêu rồi. Mấy thứ mà nữ tử của kinh thành thích nhất đều không có hứng thú, không muốn xem, vậy Yến cô nương thích cái gì thế ạ? Ta muốn xem cái kia. Thang viên men theo tay Yến Tam Hợp nhìn qua, suýt nữa thì hụt hơi. Đó lại là một cửa hàng áo liệm. Yến Tam Hợp đi vào tiệm áo liệm, sờ sờ cái này, sờ sờ cái kia sau khi nhìn hai cỗ quan tài nửa ngày còn trò chuyện với chủ quán. Ông chủ, chất liệu này là gì thế? Cô nương đúng là có mắt nhìn, đây là quan tài gỗ lim tơ vàng thượng hạng, đặt người nằm vào, ba năm không thối, năm năm không thối. Ta có thể sờ thử không? Cô nương cứ sờ đi, cô nương xem những hoa văn điêu khắc này công với chất liệu này đi, tất cả tuyệt đối là hàng chất lượng cao nhất. Chất liệu đúng là rất cao, không biết nằm vào có thoải mái hay không nhỉ? Yến Tam hợp nhướng mày. Ông chủ, ta có thể thử xem không? Ông chủ, thang viên chỉ cảm thấy sau lưng gió lạnh thổi vù vù, tay chống khung cửa lùi ra sau, sau đó ngã ngồi trên ngưỡng cửa. Đúng lúc này, chỉ huy sư tạ chi phi của binh mã ti ngũ thành cưỡi ngựa tuần tra trên đường, liếc mắt thấy thang viên ngồi ở cửa tiệm áo liệm thì bàn tay nắm chặt dây cương. Nhà đầu này là mua bên ngoài vào, không phụ không mẫu, đã yên đang lành thì đến tiệm áo liệm làm gì? hắn khó hiểu xoay người xuống ngựa, ném dây cương vào tay Chu Thanh, rồi xài bước đi qua. Thang viên cảm thấy có người đứng trước mặt, vừa ngừng đầu thì thấy là Tam Gia, cố gắng chống người đứng lên. Tam Gia, sao ngươi lại ở đây? Nô tỳ dẫn Yến Tiểu Thư ra ngoài dạo chơi. Dạo chơi gì mà đến đây? Ngươi dù sao cũng là người làm lâu năm trong phủ, sao lại? Nửa câu sau tạ chi phi nuốt sống. Trong cửa hàng, Yến Tam hợp một chân đạp trên ghế thấp, một chân đạp vào trong quan tài, đang muốn nằm xuống. Tả Chi Phi vội xông vào, túm lấy người. Yến Tam Hợp, người làm gì vậy hả? Yến Tam Hợp nhìn là hắn, cực kỳ chê bỏ. Đầu tiên là... Tả Tam Phu Nhân. Sau đó là Tả Tam Gia. Hôm nay ra ngoài quả nhiên không xem hoàng lịch. Này, ngươi còn khinh ta ra mặt à? Tả Chi Phi nghiến răng nghiến lợi. Ngươi có biết đây là thứ gì không? Quan tài, biết còn trèo vào bên trong. Ngươi điên rồi sao? Mau ra ngoài cho ta. Tạ Chi Phi quay đầu. Ông chủ này, nàng đã điên ngươi cũng điên theo sao? Thứ này là thứ tùy tiện để cho người sống nằm sao? Ông chủ vừa thấy là một quan gia, thì sợ tới mức vội vàng nhét bà còn chưa ủ nóng trong tay lại cho Yến Tam hợp. Cô nương, van cầu ngươi mau xuống đi, ta không làm việc mua bán này nữa đâu. Tạ Chi Phi trừng mắt. Mua bán gì? Ông chủ ngẩn ra. Tạ Chi Phi quát, nói thưa quan gia. Vẻ mặt ông chủ khẩn thiết, liên tục xua tay giải thích. Ngài đừng hiểu lầm, cô nương này nói muốn nằm vào xem cảm giác ở bên trong quan tài có thoải mái hay không. Tả chi phi, trường 47, mời cơm. Còn xem thoải mái hay không? Tả chi phi tức đến mức nhức cả huyệt thái dương. Sở thích của Yến cô nương, quả thực không giống người thường nhỉ. Tất nhiên rồi. Yến tam hợp hất bàn tay to trên cánh tay mình ra, lạnh mặt bước xuống nhờ cái tên công tử bột này mà nàng chẳng thử được độ thoải mái của quan tài này. Thang viên, chúng ta đi, Yến cô nương. Tạ chi phi nghĩ đến chuyện xui xẻo của quý phủ thì vội vàng đuổi theo, nở nụ cười khéo léo. Kinh thành lớn như vậy, có thể gặp nhau cũng là duyên phận, hay cùng ăn bữa cơm đi. Yến tam hợp nhìn hắn. Tạ chi phi kiên chỉ nói. Có một số việc không tiện nói rõ, hay cô nương nể mặt ta ăn một bữa cơm. Yến tam hợp. Ngươi có việc tìm ta sao? tả chi phi chẳng lẽ nàng thật sự có bản lĩnh tiên tri hắn còn chưa nói xong nàng đã đoán ra rồi tả chi phi thẳng thắn nói cô nương đoán đúng rồi ta quả thật có chuyện muốn hỏi tìm chỗ đi tả chi phi vốn tưởng rằng còn phải mất thêm chút miệng lưỡi ai ngờ nàng lại đồng ý sảng khoái như vậy tả tam ra thầm nghĩ thật đúng là không quen nơi tả tam ra mời cơm là ở xuân phong lâu tiểu nhị bưng thức ăn lên tạ chi phi vừa ngước mắt chu thanh đinh nhất lập tức thức thời rời đi thang viên lại do dự không nhúc nhích theo lý nàng cũng nên đi nhưng mà yến cô nương dù sao cũng là một cô nương tam gia lại là một nam tử quy củ của tạ gia là nam nữ khác biệt thang viên ngươi cũng xuống đi yến tam hợp biết có người ngoài thì tả ăn chơi sẽ không nói ra được. Vâng. Cửa đóng lại, một nam một nữ ngồi đối diện nhau. Nhìn lướt qua, nam thanh nữ tú, phong cảnh rất đẹp. Lại nhìn kỹ, trong mắt nam nhân lộ ra vẻ tò mò, trong mắt nữ nhân lộ ra sự lạnh lẽo trừ chối người ngoài ngàn dặm. Tả Chi Phi bưng chung trà lên. "Một ly này, ta lấy trà thay rượu, cảm tạ." Nói chuyện chính, Yến Tam Hợp không thích người tả ra nhất là cái tính nói chuyện vòng vo. Ví dụ như Tả tên ăn chơi trước mắt này, rõ ràng trong lòng sốt ruột muốn chết thế mà trên mặt còn giả bộ ung dung chỗ nào cũng thấy thật lươn lẹo. Mấy lần giao phong, tạ chi phi cuối cùng cũng hiểu được, tính tình của người trước mắt, chỉ có một câu, có việc thì mau nói, không thì cốt xa ra. Là như vậy, hắn cũng không đi đường vòng nữa. Nắp quan tài của quý gia lão thái thái quả thật đã nứt ra, ta và quý gia có chút giao tình, muốn hỏi thăm giúp họ xem cao nhân mà cô nương nói đến là. Bọn họ tin sao, đã đến nước này rồi thì không tin cũng phải tin thôi. Đến mức nào rồi? Hả, quý gia xui xẻo, đến mức nào rồi? Tả Chi Phi cũng không giấu giếm nàng. Tộc xét nhà diệt tộc, kéo dài quá lâu sợ hại đến con cháu. Yến Tam hợp thầm cảm thán một tiếng. Cao nhân kia là ai ta không thể nói, nhưng ta biết tên người trung gian. Tả Chi Phi. Là ai? Yến Tam hợp. Một người tên là Lý Bất Ngôn. Lý Bất Ngôn. Tả Chi Phi theo thói quen khen một câu. Đúng là một cái tên hay, vừa nghe đã biết là người có học vấn. Yến Tam hợp rũ mắt xuống, chột dạ dùm lý bất ngôn. Tả chi phi. Phải tìm người này thế nào đây? Yến Tam hợp. Sau khi ta rời khỏi phủ Vân Nam thì không còn gặp lại người này nữa. Tả chi phi. Vậy nhà hắn ở đâu? Yến Tam hợp nghĩ nghĩ. Phủ Vân Nam, huyện Phúc Cống. Tả chi phi vừa nghe đến phủ Vân Nam thì lập tức đứng lên, mở cửa phòng. Đi nói với người quý ra một tiếng, đến huyện Phúc Cống phủ Vân Nam, tìm một người tên là Lý Bất Ngôn. Đinh Nhất. Vâng. Tạ Chi Phi. Bảo bọn họ phải nhanh lên, đừng để chậm trễ nữa. Đinh Nhất. Ra yên tâm. Một tảng đá trong lòng rơi xuống, sự mệt nhọc đào mộ một đêm không ngủ đè xuống, Tạ Chi Phi lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi. Món này khá nổi tiếng ở Kinh Thành, Phủ Vân Nam không có đâu, người ăn nhiều một chút. Tạ Chi Phi không có khẩu vị, lười cầm đũa. Yến Tam Hợp im lặng ăn. Tạ Chi Phi đã quen với dáng vẻ này của nàng, vừa uống trà ấm vừa nhìn lướt qua nàng. Vài lần đảo qua, hắn đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn hỏi cái gì nàng đáp cái đó, không giấu giếm điều gì, hình như là nghe lời quá rồi. Gai nhọn trên người người này đâu cả rồi. Yến Tam Hợp. Yến Tam Hợp ngẩng đầu nhìn hắn. Tạ Chi Phi vốn định hỏi một câu. Chuyện của Lý bất ngôn ngươi không gạt ta chứ. Lời vừa đến trên đầu lưỡi, thì quét thấy đồ ăn trước mặt nàng, chố mắt nhìn. Sao ngươi không ăn nấm? Không ăn được sao? Sao ngươi không ăn? Tạ Chi Phi đột nhiên nhảy bật dậy khỏi ghế, trầm mặt chất vấn. Yến Tam Hợp cảm thấy kỳ lạ. Vì sao ta phải ăn? Hai tay Tạ Chi Phi chống lên bàn, nghiêng người về phía trước, nhìn chầm chập Yến Tam Hợp. Ngươi bắt đầu không ăn từ khi nào, nói. Tạ Tam gia thẩm vấn phạm nhân đó hả? Yến Tam Hợp bị chọc giận, đôi mày thanh tú nhướng lên, chậm rãi đứng lên lạnh lùng nói xin hỏi ta phạm tội gì tả chi phi yến tam hợp thang viên cửa mở ra thang viên vội vàng đi vào cô nương yến tam hợp đi tính tiền thang viên không phải đã nói tam ra mời khách sao sao lại biến thành yến cô nương tự bỏ tiền ra ăn cơm rồi vẫn là tự bỏ tiền ra thì tốt hơn yến tam hợp thản nhiên nhìn tả ăn chơi ta thích ăn gì hay không thích ăn gì thì kệ ta không ai có quyền bới móc cả. Tả chi phi. Yến Tam Hợp, ta không có ý này. Yến Tam Hợp. Vậy ngươi có ý gì? Tả chi phi á khẩu không trả lời được. Lòng người, sâu không thấy đáy. Thứ lộ ra bên ngoài là thứ mà người khác có thể nhìn. Giấu ở đáy nước, là thứ người khác không thể nhìn thấy, cũng là thứ mà mình không có cách nào nói ra. Thang viên thấy hai người sắp cãi nhau vội vàng chạy ra khỏi phòng trà tiền cơm này ăn không vô nữa, Yến Tam Hợp đi tới cửa thì dừng chân lại. Có phải con nhà nghèo thì không có tư cách chọn cái này chọn cái kia, cũng không có tư cách ăn cái gì, không ăn cái gì không? Tạ Chi Phi đặt mông ngồi xuống ghế, hai tay chống thái dương, vẻ mặt như đau khổ, dường như rất hối hận. Ngoài cửa Chu thanh đắn đo một hồi, xong vẫn đi tới trước mặt chủ tử nhà mình. Hôm nay chắc do ra làm việc quá sức rồi, ngày thường đỗ cô nương kén ăn, cũng không thấy ra nói gì. Y ta là chuyện đó sao? Tạ Chi Phi vỗ bàn. Chu Thanh không hiểu. Không phải chuyện đó, vậy là chuyện gì? Ra không nói được với ngươi. Ra không nói được với tất cả mọi người. Tạ Chi Phi cười gần. Người đi phủ Vân Nam xuất phát mấy ngày rồi. Chu Thanh tuy rằng không hiểu vì sao đang yên đang lạnh lại đột nhiên hỏi chuyện này, nhưng vẫn nghiêm mặt nói. Hơn nửa tháng, vậy cũng sắp rồi. Hô hấp Tạ Chi Phi dần dần nặng nề, giống như đang đè nén cái gì đó, chỉ là trên khuôn mặt vô cùng tuấn tú kia bình tĩnh như không có chuyện gì cả. chương 48, Tiểu Hoa Nhờ phúc của tên công tử bột kia mà Yến Tam hợp đói bụng rồi. Việc này nếu như trước kia, nàng ít nhất còn có thể nhịn một ngày hai ngày, nhưng ở tạ ra một ngày ba bữa, bữa nào cũng ăn đúng giờ thì thực rất khó khăn. Chị em dễ huông quá vậy nè. Từ đơn giản vào xa xỉ dễ, từ xa xỉ vào đơn giản khó lắm á nàng tự ngủ với mình xong thì thang viên đến quán Hoành Thánh ăn. Ăn xong Hoành Thánh cũng chẳng thấy chỗ nào để đi dạo, nên Yến Tam Hợp quyết định về phủ. Thang viên phát hiện Yến cô nương là một người rất dứt khoát, nói muốn về nhà thì chẳng dừng lại lấy một chốc, chỉ nhắm thẳng về phủ. Yến cô nương, chúng ta đừng đi bốn ngõ nhỏ đó. Chết mẹ anh ba há há, này thì lừa vợ lừa con, tội đáng muôn chết. Tại sao, con hẻm kia trước kia từng có rất nhiều người chết, Ban đêm thường có ma ám. Vụ án của Trịnh gia ư? Sao cô nương biết được? Không chỉ biết, nhờ phúc của tam gia nhà ngươi mà ta còn đi qua con đường này vào ban đêm nữa đó. Bây giờ là ban ngày ban mặt, không có ma quỷ gì đâu. Thang Viên nhìn mặt trời trên đỉnh đầu, chỉ có thể nhận mệnh. Bốn con hẻm này ban ngày là một con hẻm nhỏ âm u tĩnh mịch, hai bên đều là tường cao, có vài gốc cây khô thưa thớt, không an phận nhô ra ngoài tường hai người mới vừa đi chưa được mấy bước thì chợt nghe phía sau có tiếng vó ngựa. Con ngựa kia hí lên một tiếng dừng lại bên cạnh hai người. Trùng hợp chưa, ta cũng đúng lúc hồi phủ nè. Tả công tử bột xoay người xuống ngựa. Tương phùng không bằng ngẫu nhiên, cô nương đi dạo với ta chút đi. Yến tam hợp không để ý tới hắn, bước đi càng nhanh hơn. Chân tả công tử bột dài hơn nàng nhiều, chỉ vài bước đã đuổi theo kịp. Chuyện đó ta không phải cố ý bới móc làm khó đâu, chỉ là thấy lãng phí thôi, ngươi cứ coi như ta bị trúng gió đi, đừng để trong lòng. Yến Tam hợp đi càng nhanh hơn. Tả công tử bột mặt dày đi theo. Lần này để cho cô nương tốn kém, ta rất hối hận, lần tới. Không có lần sau, cô nương không phải là người nhỏ mọn như vậy chứ. Hay là... Tả ta Tam ra cố ý kéo dài giọng, không nói tiếp. Yến Tam hợp quay đầu nhìn hắn. Ngươi không dám, đúng là không dám tại sao bởi vì ngươi là người đã có thê tử yến tam hợp thu ánh mắt lại bước chân càng lúc càng nhanh tạ chi phi vừa muốn đuổi theo hỏi đến cùng nhưng liếc qua thấy có một chồi non mọc trên một gốc cây khô thì chợt ngừng bước chu thanh hơi hoảng vội vàng khuyên nhủ ra không có gì để xem đâu đi thôi sao lại không có gì để xem lại một mùa xuân đến rồi âm thanh của hắn rất trầm thậm chí còn mang vài phần tang thương yến tam hợp không khỏi quay đầu nhìn qua vừa vặn đụng vào một đôi mắt đen mang theo nụ cười. Tên công tử bột phong lưu này có tật xấu gì thế? Yến Tam hợp vung tay áo, xoay người rời đi. Có chết nàng cũng không quay đầu lại nữa đâu. Cửa bên tạ phủ, Đỗ Y Vân đỡ tay vũ già, đang muốn lên xe ngựa thì bỗng nhiên nghe thấy nghe nhi gọi khẽ. Tiểu thư, mau nhìn đi. Đỗ Y Vân nhìn sang, trong mắt không giấu được vẻ hung dữ. Ở đằng xa, nữ nhân họ Yến đi ở phía trước, Tạ Chi Phi vui vẻ đi theo phía sau, giữa hai người tuy rằng cách vài trượng, nhưng nhìn thế nào cũng là dấu đầu hở đuôi. Nàng thầm cười gần một tiếng, trèo phát lên xe. Nghe nhi, ngươi cũng lên đây đi. Vâng. Xe lăn bánh rời đi. Đỗ Y Vân cắn răng. Trách không được đại tẩu lại bình tĩnh như vậy, căn bản là không liên quan gì đến nam nhân nhà nàng ta. Nghe nhi cảm thấy dầu thay cho tiểu thư nhà mình. Hai nhà tả, đỗ có mối quan hệ không tệ, tam gia và tiểu thư là thanh mai trúc mã cũng không tệ nhưng hôn sự của hai người chưa từng được nói rõ ràng đỗ gia chê tam gia đoàn mệnh luyến tiếc nữ nhi tuổi còn trẻ sẽ làm quà phụ tạ gia tam gia đã lên tiếng không muốn liên lụy cho cô nương nhà khác nhưng mà tiểu thư lại rất thích hắn từ nhỏ nàng đã thích đi theo sau đít tam gia tam ca dài tam ca ngắn còn nói với nhị lão đỗ gia là thà rằng làm quà phụ mấy chục năm cũng muốn gả đến tạ gia để làm tam phu nhân một lần mối tình si của tiểu thư lại đổi lại một tam gia đưa nữ nhân bên ngoài vào sao? Thật là vô cùng sỉ nhục. Tiểu thư tuyệt đối không thể để cho tiện nữ nhân kia vào cửa, nếu như sinh hạ một nam một nữ thì tương lai chắc chắn sẽ tranh đoạt tài sản. Nghe nhị vội la lên. Tiểu thư, còn chưa qua đường sáng đâu. Đỗ Y Vân thông minh như vậy, sao có thể không thấy rõ tình cảnh của mình chứ? Nhưng nàng lại rất thích nam nhân kia, từ nhỏ đã thích, dù cho các hòa thượng đạo sĩ đều nói hắn sống không quá 30 tuổi, là một quỷ đoàn mệnh thực sự, nhưng nàng cũng bằng lòng gả cho hắn. Nữ nhân này có thể vào ở tính tư cư, có thể thấy được là một người không đơn giản. Hai hàng lông mày đỗ y vân gần như dựng thẳng lên. Nghê nhi, ta muốn nữ nhân này chết đi. Nghê nhi không chút kinh hãi, chỉ trầm tĩnh nói. Chết có rất nhiều cách, cách nào không khiến người ta hoài nghi nhất, tiểu thư phải suy nghĩ cho thật kỹ. Đỗ y vân giật mình ý của ngươi là, mượn đau giết người. Xe ngựa đỗ phủ rời tả ra không lâu thì Yến Tam Hợp đi tới cửa bên góc. Tả tổng quản chờ ở cửa góc, thấy tiểu cô nãi nãi đã trở về, thì bước lên phía trước cười làm lành nói. Yến cô nương đã trở lại, có mệt hay không, có muốn lão nô chuẩn bị kiệu nhỏ hay không? Ta có phải bảy tám mươi tuổi đâu. Yến Tam không thèm quay đầu lại. Ngươi hỏi vị phía sau xem có muốn hay không kìa. Người phía sau không thèm để ý. Muốn sao lại không muốn? Tạ Tổng Quản vừa thấy tư thế này thì tự cho là hiểu được gì đó, vội kéo ống tay áo Tam gia nhà mình xuống, thấp giọng nói. Tam gia, việc này tuy rằng đỗ cô nương sai trước, nhưng Yến cô nương xuống tay cũng tàn nhẫn quá, nghe đại phu nhân nói, hai đầu gối của đỗ cô nương đều xanh tím lên cả. Tạ Chi Phi dừng bước, trầm giọng nói. Đã xảy ra chuyện gì? Hả, hả? Yến cô nương không cáo trạng sao? tả tổng quản chỉ hận không thể tát cho mình một cái hắn lén lén nhìn yến tam hợp đã đi xa vẻ mặt ấy náy thuật lại chân tướng sự việc một cách đơn giản tả chi phi nghe xong nửa ngày sau cũng không lên tiếng tả tổng quản không rõ tâm tư chủ nhân đành nơm nớp lo sợ nói lão nô vừa mới gọi mọi người đến hỏi thăm một lượt rồi về sau sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa đâu ba chữ không bao giờ này nói hơi sớm rồi Tam gia thản nhiên nói. Số tiền đủ lớn thì ắt sẽ có người chịu thôi, tả tiểu hoa. Tả tổng quản tên thật là tả tiểu hoa, tam gia chỉ gọi cái tên này trong một tình huống, lúc hắn rất tức giận. Nhưng sự tức giận của tam gia không giống với người khác, càng giận càng thu liễm lại. Tả tổng quản quỳ xuống. Tam gia, có lão nô, ngươi quỳ cái gì? Tả chi phi cười. Cũng khó trách yến cô nương không muốn gặp ngươi, cứ tiếp tục như vậy thì ta cũng không muốn gặp ngươi đâu. Tam gia ơi, tấm lòng của lão nô là thật đó, người đừng có không muốn gặp lão nô mà. Tả tổng quản chu lên một tiếng, rồi vội che miệng lại. Sau này đỗ cô nương vào phủ, lão nô sẽ âm thầm phái 17-18 người đi quan sát, tuyệt đối không để cho nàng gây ra chuyện gì nữa. Không ngốc nhỉ. Tả chi phi nhớ mày. Ngốc rồi tam gia không muốn gặp ta thì sao? Đứng lên đi. Tả chi phi nhìn về phía tính tư cư. Chu thanh, ra đưa sâm già trong phòng ta qua tặng cho đại tẩu. Gia, đây là đồ lão tổ tông đưa cho gia để điều dưỡng sức khỏe mà. Sức khỏe gia rất tốt. Tạ Chi Phi liếc mắt nhìn tạ Tổng Quản. Chỉ dựa vào một tạ tiểu hoa thì không giữ được đỗ y vân, còn phải có thêm đại tẩu mới được. Còn nữa, chuyện hôm nay may nhờ có đại tẩu hóa chuyện to thành chuyện nhỏ. Đúng lúc này, một gã sai vặt vội vàng chạy tới, đầu tiên là hành lễ với tam gia sau đó lại nói gì đó bên tai tả tổng quản. Tả tổng quản vừa nghe, thì thầm mắng. Tiểu tử ngươi cũng đúng là không biết điều, tam gia ở đây, còn nói thâm bên tai ra, rốt cuộc hắn là chủ hay là ta là chủ hả? Nghe gã sai vật nói xong thì tả tổng quản quay đầu, vội nói. Tam gia, vừa rồi nhị gia và nhị tiểu thư đến tính tư cư rồi. Sắc mặt tả tam gia có hơi khó coi. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio chương 49, Nhị Phòng. Tĩnh Tư Cư, Yến Tam Hợp nhìn hai huynh muội trước mặt, trong lòng cảm thán một câu, di truyền tạ ra, thật sự là người sau tốt hơn người trước. Cái khác không nói, chỉ nói vì tạ nhị tiểu thư trước mắt này, tư sắc còn đẹp hơn cả đỗ y vân, một đôi mắt trong veo như nước. Về phần vị tạ phù nhị ra này, Yến Tam Hợp không nhìn kỹ nam nhân, nhưng có vẻ dễ nhìn hơn tế tạ phong lưu kia. Tạ bất hoặc đặt chung trà xuống. Sớm nghe nói trong nhà có khách quý, ta đã định đến chào hỏi nhưng lại sợ làm phiền cô nương. Khúc quanh tạ ra lại bắt đầu rồi. Yến Tam Hợp không ứng phó được những thứ này, chỉ có thể gật gật đầu. Uyển Xu, khăn muội theo đâu? Tạ Uyển Xu lấy khăn từ trong ngực ra. Đây là khăn do ta theo đó, theo không tốt lắm nên cô nương cầm tạm vậy. Yến Tam Hợp không muốn có liên quan gì đến người tạ phủ cả, nhưng đối diện với một mỹ nhân xinh đẹp thế này thì lại chẳng biết từ chối ra sao đang do dự, thang viên bên cạnh cười nói. Đến lão gia con khen tay nghề thêu của nhị cô nương mà, người mau nhận lấy để nô tỳ còn học hỏi đi. Yến Tam Hợp tuy rằng không hiểu vì sao là tạ đạo chi khen, mà không phải là nữ quyến tạ phủ khen, nhưng nàng vẫn nhận lấy khăn. Tạ Uyển Xu thấy Yến Tam Hợp nhận lấy, thì vui vẻ nói. Ta cũng không xưng cô nương này cô nương nọ nữa, người lớn hơn ta một tuổi, ta gọi ngươi một tiếng tỷ tỷ nha. Uyển Xu, không được sao, Nhị ca. Tạ Bất Hoặc nhìn ánh mắt đáng thương của muội muội mình, gật đầu với Yến Tam Hợp. Muội muội ta bình thường không ra khỏi cửa, cũng ít gặp được người, trong nhà hiếm khi có người cùng lứa nên không theo quy củ, Yến cô nương thứ lỗi. Nói đến nước này, Yến Tam Hợp thản nhiên đáp một tiếng. Tùy. Một tiếng. Tùy. Này của nàng khiến tạo Uyển Xu mặt mày hớn hở. Yến tỷ tỷ, là người nơi nào thế? Yến Tam Hợp, Phủ Vân Nam, Tạ Uyển Xu, Phủ Vân Nam ở đâu, có phải rất xa hay không, đáng tiếc là ta còn chưa ra kinh thành lần nào. Yến Tam Hợp, Tạ Uyển Xu, Yến Tỷ Tỷ, Uyển Xu, Tạ bất hoặc nhíu mày. Lúc tới Di Nương đã dặn dò ngươi thế nào, muội đừng có líu díu nói không ngừng nữa. Tạ Uyển Xu cúi đầu, chần chờ một lát rồi đứng dậy nói. Yến Tỷ Tỷ nghỉ ngơi trước đi, hôm nào ta sẽ đến thăm tỷ được thang viên đưa hai người ra ngoài viện lại sốt ruột quay lại thấy yến tam hợp đang cầm khăn lụa kia nhìn nói thật nhị cô nương may vá còn tốt hơn tú nương trong phủ thang viên lại gần nhìn đường kim này tranh theo này nô tỷ luyện thêm hai năm nữa cũng không bằng được lại là nô tỷ yến tam hợp liếc nhìn nàng một cái thấy nàng hoàn toàn không ý thức được thì trong lòng không khỏi thở dài ngươi vừa mới bảo ta nhận lấy khăn là vì nhị cô nương kia là người tốt sao? Cô nương cũng nhìn ra rồi à? Yến Tam hợp thầm nói nếu ta không nhìn ra thì chẳng phải là đồ ngốc sao? Người ở bên cạnh ta nửa tháng, có khi nào dám nói nhiều hơn một chữ đâu? Thang viên gật đầu nói. Nhị cô nương tính tình đơn thuần, không có gì mưu mô gì, người cũng tốt, học cũng giỏi, chỉ là... Là gì? Không có đầu thai ở trong bụng phu nhân. Lời này Yến Tam Hợp nghe hiểu, lần đầu tiên nổi lên lòng hiếu kỳ. Đại phòng nhị phòng tạ ra các ngươi còn chơi trạch đấu hả? À? Cô nương. Thang viên sợ tới mức biến sắc. Lời này sao có thể nói rõ ta thấy chứ, bị chủ tử nghe thấy thì sẽ bị đánh đấy. Thấy Yến Tam Hợp không chớp mắt nhìn nàng, Thang viên nghĩ thầm vị cô nương này e là sẽ ở đây lâu dài, chỉ bằng sớm nói cho nàng nghe, đỡ mất công sau này gặp phiền toái. Phu nhân nhà ta là được lão thái thái làm chủ gả vào nhà, năm đó lão gia còn chưa trúng cử, cho nên yến tam hợp môn đệ không cao tham viên kinh ngạc liễu di nương là được lão gia nhìn trúng sau khi trúng cử nhân nàng tuy là nữ nhi của quan viên bị tội nhưng yến tam hợp đại tiểu thư gặp nạn mọi mặt đều xuất sắc trong mắt tham viên đã không thể dùng hai chữ kinh ngạc để hình dung nữa đúng là như vậy phu nhân không biết chữ không được lão gia yêu thích Liễu Di Nương không chỉ xinh đẹp mà còn tinh thông mọi thứ cầm kỳ thư họa, cũng rất hiểu chuyện nên lão gia rất sủng nàng. Hèn gì, hèn gì cơ à, hèn gì nàng chỉ gặp được hai con trai trưởng ở thu phòng tạ đạo chi thư, hèn gì để cho con dâu trưởng làm đương ra, hóa ra là một cách để cân bằng nội trạch. Vì nghiệm chứng suy nghĩ của mình, Yến Tam hợp hỏi. Nhị gia và nhị tiểu thư có phải không được sủng ái hay không? Tham viên gật đầu, không được sủng ái là chuyện tốt, nếu như sùng ai thật ép hi vì tạ lão thái thái giỏi tính kế kia há có thể dung nạp được họ liễu kia. Cô nương không sao chứ, sao nói một nửa lại không nói nữa rồi. Mệt rồi. Lòng hiếu kỳ của Yến Tam Hợp một khi được thỏa mãn, thì lập tức cảm thấy mọi việc đều được gác lại, chẳng hứng thú với điều gì nữa. Tạ ra, nàng cũng chẳng ở lâu đâu. Bên này, chủ tớ hai người đang nghị luận, bên kia, huynh muội hai người cũng vừa vừa nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Tạ Uyển Xu, ca ca, huynh thấy nàng ra sao, muội có cần gần gũi không ạ? À? Tạ bất hoặc nghĩ đến tin tức ô hành điều tra được. Qua lại vừa phải thôi. Tạ Uyển Xu không quá nguyện ý. Ta nói ba câu, nàng mới đáp một câu, người chẳng thân thiện chút nào, sao mà gần gũi được. Không gần gũi, cũng đừng đắc tội. Tạ bất hoặc xoa xoa đầu muội muội nhà mình. Ta tuy rằng không hỏi được vì sao, nhưng có một điểm muội phải hiểu, nàng quả thực là người mà lão thái thái và lão gia quan tâm. Tạ Uyển Xu không phục. Nhưng người khác đều nói nàng là thiếp của Tam Ca. Thiếp. Tạ bất hoặc cười gần. Chỉ một thiếp mà có thể vào ở tính tư cư ư. Tạ Uyển Xu thầm nghĩ đúng thế, đến ta còn không vào ở được mà. Chẳng lẽ nàng ấy là Tam Tẩu? Đỗ Y Vân không đồng ý à? Khụ khụ khụ, huynh ho gì vậy? Tạ Uyển Xu quay người lại, mặt chợt đỏ bừng. Tam ca. Tạ Chi Phi đi tới bên cạnh hai người, mắt hoa đào nhướng lên, cười nói. Muội muội nói ra lời trong lòng ca ca rồi. Tạ Uyển Xu, trong lòng huynh là câu nào hả Tam ca? Là Yến cô nương là Tam tẩu? hay là Đỗ cô nương không đồng ý? Tạ Bất Hoặc thấy vành tai muội muội mình đỏ bừng. Muội đi trước đi, vâng. Tạ Uyển Xu vội y rời đi. Tạ Tam gia bị huynh muội hai người này làm vui vẻ, lông mày đều muốn bay lên. Thế nào, nhị ca sợ ta ăn muội ấy hả? À? Ra ngoài lâu quá, Di nương nhớ thôi." Tả Bất Hoặc vô cảm nói. Tả Tam gia cười gằn, "Di nương là nhớ thương nữ nhi hay là nhớ thương chủ nhân tính tư cơ thế?" Lời này có chút cố ý khiêu khích. Tả Bất Hoặc trầm mặc một hồi, "Tam đệ suy nghĩ nhiều rồi, Di nương không nhớ ai cả, chỉ nhớ mẫu đất nhà mình thôi." "Vậy sao?" Tả Tam gia nhìn chằm chằm hắn, "Vậy nhị ca thì nhớ thương cái gì?" khóe miệng tạ bất hoặc gần như bị ép thành một đường thẳng, ánh mắt sắc bén lóe lên. Nhị ca, tạ tam gia nhếch môi cười. Đừng có mù quá nhớ thương gì cả, nữ nhân được sống một đời bình yên là tốt rồi. Tam đệ cũng đừng nghĩ nhiều quá. Tạ bất hoặc cười gần. Suy nghĩ nhiều, mạng không dài đâu. Trường 50, gặp chuyện. Có chu thị và tạ tổng quản chân giữ, trên dưới tạ phủ ai dám làm gây dối chứ? chỉ mới ngắn ngủi một ngày thôi mà đến gã trăm ngựa đều biết người ở tính tư cử là nhân vật không thể đắc tội. Những gió mưa bão táp bên ngoài yến tam hợp chẳng biết gì, nàng lại bắt đầu cuộc sống không bước ra khỏi cửa. Đại gia, tam gia không đến làm khách. Người đến làm khách đổi thành đại phu nhân và nhị tiểu thư. Tính cách hai người hoàn toàn khác nhau, một người yên tĩnh, một người nói nhiều, điều duy nhất giống nhau là họ chỉ ngồi uống một chén trà thì trời đi, giống như hẹn trước với nhau vậy. Cuộc sống cứ như thế trôi qua nửa tháng, Yến Tam Hợp bắt đầu ngồi không yên. Nàng tính thử thì người đó hẳn nên vào kinh thành rồi chứ. Tháng 3, cỏ xanh oanh Yến dập dìu. Hôm nay cảnh xuân rất đẹp, Yến Tam Hợp dự định lại ra ngoài một chuyến, e là sau này sẽ không có thời gian và cơ hội để ngắm đường phố kinh thành. Nàng vẫn theo quy tắc cũ, mang theo thang viên đi ra khởi từ cửa sau. Đi được nửa đường, không có ai sau lưng hô. Đứng lại thế nhưng có người chặn giữa đường. Yến Tam Hợp nhìn ánh mắt chờ đợi của tạ huyền xu thì có hơi đành lòng. Chuyện giải gái y trang em. Cô nương của thế gia đại tộc của Kinh Thành đều được nuôi ở khuê phòng, ngoại trừ mấy ngày lễ Tết đặc biệt ra thì hầu như rất ít khi ra khỏi nhà. Hôm qua Tạ Uyển Xu vừa nghe nói Yến Tam Hợp muốn ra ngoài thì cực kỳ hâm mộ, thiếu nữ vừa đồ xuân xanh, ai mà chẳng muốn nhìn cuộc sống phố phường ngựa xe như nước bên ngoài. Yến Tam Hợp do dự hồi rồi rốt cuộc vẫn thỏa hiệp, quay đầu nói với thang viên. Đi nói với lão thái thái một tiếng. Thời gian nửa tháng này hai người gặp mặt tổng cộng cũng chỉ vài lần, lần nào cũng là một người thao thao bất tuyệt nói, một người trầm mặc ít nói chỉ lắng nghe, nàng cũng không chán ghét vị với nhị tiểu thư này lắm. Nhưng tạ phủ có quy củ của tạ phủ, không có lệnh của lão thái thái thì gì thế nào cũng không thể mang tạ huyền xô ra ngoài được. Chốt đạo lý này, Yến Tam Hợp tất nhiên cũng hiểu. Thang viên đáp một tiếng. Vâng. Rồi chạy đi. Tạ huyền su đi lên trước, cảm kích nói. Yến tỷ tỷ, ta không chạy lung tung đâu, nhất định sẽ nghe lời tỷ. Yến tam hợp gật gật đầu, vẫn không nói nhiều. Thang viên quay lại rất nhanh, phía sau còn có thêm hai vũ giả và hai hộ viện. Đại phu nhân nói, nhiều người đi theo thì trên người cũng có người chăm sóc. Đại phu nhân còn nói, xe ngựa đã chuẩn bị xong, cuối cùng đại phu nhân lại đưa cho nô tỷ một trăm lượng bạc dặn dò các cô nương thấy thích cái gì thì cứ mua đi vậy là đồng ý rồi yến tam hợp liếc mắt nhìn tạo uyển xu đang mừng rỡ từ trong môi cắn ra hai chữ xuất phát có lẽ là do thời tiết ấm áp nên người đi đường cũng nhiều hơn lần trước rất nhiều ngõ nhỏ hơi hẹp nên xe ngựa phải xếp hàng mới qua được yến tam hợp thấy tạo uyển xu nâng cửa sổ xe lên vân cổ nhìn ra ngoài không chớp mắt thì trong lòng mềm nhũn xe ngựa này đi như rùa ấy hay xuống dưới đi bộ đi. Thật tốt quá. Tạ Uyển Xu vui mừng quá đỗi. Yến tỉ tỉ, lát nữa chúng ta cầm tay nhau đi để đỡ bị lạc ha. Cầm tay ư? Nàng ta đang nói cái gì vậy? Yến Tam hợp thầm hư một tiếng, nhảy xuống xe ngựa trước. Tạ Uyển Xu là tiểu thư khuê các, tất nhiên không thể hành động giống như Yến Tam hợp, mà được vú giả đỡ xuống xe. Vừa đứng vững thì tay của nàng rất tự nhiên kéo tay Yến Tam hợp thân thể yến tam hợp cứng đờ như tử thi nằm trong quan tài, biểu cảm tuy rằng cũng chấn định, nhưng khóe miệng lại co rúm lại. Trong lúc đang suy nghĩ xem nên bỏ tay ra hay đẩy người ra thì nàng lựa chọn tiếp tục làm tử thi. Yến tỷ tỷ, mau nhìn kia, bảo Ngọc Hiên đó, chúng ta đi xem thứ đi. Có gì đáng xem ư, bên trong đều là đồ tốt đó, đi đi, đi đi mà. Một thiếu nữ xinh đẹp lại còn làm nũng thì sao Yến Tam Hợp không đi theo được? Thang viên đi theo phía sau, mở to hai mắt ra nhìn. Nàng nhìn ra rồi, Yến cô nương tuy rằng không thích ra mặt với nam nhân trong phủ, nhưng đối với nữ nhân lại rất hòa nhã. Bảo Ngọc Hiên quả nhiên là xa hoa khí phái. Trưởng quầy mặc y phục làm bằng gấm, cười đến hòa hợp. Các cô nương muốn mua gì nào? Tạ Uyển Xu, chúng ta tùy tiện xem. Nàng chỉ tùy tiện xem một chút thì chân đã không nhúc nhích được, sờ cái này một chút, sờ cái kia một chút, hỏi cái này cái kia cũng thuận tiền đeo thử. Trưởng quỹ kia có hỏa nhãn kim tinh, liếc mắt một đã nhìn ra vì cô nương xinh đẹp da mịn thịt mềm, cử chỉ tự nhiên hào phóng, ắt hẳn là tiểu thư nhà giàu nuôi ở khuê phòng, càng thêm ân cần mời chào. Yến Tam hợp không hứng thú với ngọc châm này, nên ra hiệu với thang viên để nàng ra ngoài hít thở không khí một chút. Chỉ là còn chưa kịp ra hiệu thì đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc trong đám người. Lý Bất Ngôn, Yến Tam hợp vội xông ra ngoài, không muốn bị mấy vị khách vào quán chặn đường. Nàng nói một tiếng, xin lỗi, rồi vội vòng qua mấy người kia đuổi theo. Đuổi theo mấy chục trưởng thì chẳng thấy bóng dáng lý bất ngôn đầu nữa, trong đám người ồn ào kia nàng nghĩ có lẽ mình nhìn hoa mắt rồi. Không thấy hoa mắt được, có lẽ là nàng. Nhà đầu này vào kinh rồi. Yến Tam hợp cười khẽ một tiếng, nét việt sắc khuynh thành ít khi xuất hiện trên gương mặt nàng lộ ra khiến cho người qua đường liên tục quay đầu lại nhìn nàng. Yến Tam hợp chợt hoàn hồn khựng lại, xoay người trở về Bảo Ngọc Hiên. Vừa tới cửa thì khóe miệng vốn đang dương lên của nàng rũ xuống. Trong cửa hàng, có một nam tử mặc áo gấm gầy như cây trúc đang túm tay áo Tạ Uyển Xu trêu đùa. Tạ Uyển Xu chưa bao giờ gặp chuyện như này, hốt hoảng sợ hãi, lo lắng đến chảy nước mắt. Mà thang viên và mấy hạ nhân Tạ phủ thì bị đám tùy tùng của nam tử áo gấm kia ngăn cản, hai hộ viện đã bị đánh ngã trên mặt đất dên gì không bò dậy nổi buông nàng ra yến tam hợp chợt giận dữ nam tử áo gấm liếc yến tam hợp một cái ơ ờ, lại thêm một cô nương xinh đẹp nữa nè ta bảo ngươi buông nàng ra còn là một trái ớt nhỏ nữa chứ ra thích ớt nhỏ lắm ở trên giường đủ hương đủ vị vị muội mùi ngươi yến tam hợp cười gần một tiếng tay áo run lên lấy dao găm trực tiếp nhào tới công tử áo gấm thấy nàng xông tới thì phản ứng cũng nhanh một tay đưa tạ huyền su chắn ở trước mặt yến tam hợp đã sớm để phòng chiêu này của hắn thân thể nhẹ nhàng xoay chuyển tới phía sau người nọ không đưa dao ra mà đá chân ra trước cước này đã cực kỳ manh cũng cực kỳ xào quyệt công tử áo gầm ngàn lần không ngờ tới ban ngày ban mặt mà một nữ tử lại dám đá vào nơi nhạy cảm của hắn lập tức đau đớn kêu lên thảm thiết rồi ôm đũng quần lăn lộn dưới đất tất cả mọi người đều sợ ngây người đám hộ vệ ngây người một lát mới phản ứng lại đang định bước lên giúp đỡ nhưng lại sợ tới mức không dám động đậy bởi vì trên cổ công tử nhà họ là một thanh dao găm sáng loáng đang chĩa vào có đủ hương vị hay không dao găm của yến tam hợp nhích về phía trước máu theo cổ chảy ra có muốn thêm chút cay không công tử áo gấm ôm mệnh căn rên la còn không kịp chứ đừng nói là cay tê gì hắn đến sức lực nói không cũng không có quỳ xuống hết cho ta, ném đao đi, hai tay ôm đầu. Nhóm hộ vệ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, chẳng ai dám lấy mạng chủ tử nhà mình ra đùa giỡn, chỉ có thể nghe lời ném đao trong tay, chân quỳ xuống, hai tay ôm lấy đầu. Thang viên, ngươi mang nhị tiểu thư về trước đi, cô nương, lời của ta, ngươi dám không nghe hả? Yến Tam hợp trừng mắt, vẻ mặt đầy sát khí. Thang viên không dám không nghe. Nhị tiểu thư, chúng ta đi trước thôi. Yến tỷ tỷ, ta không đi, ta. Vậy đừng gọi ta là Yến tỷ tỷ. Yến Tam hợp nổi giận. Nữ nhân xinh đẹp thì đẹp thật, nhưng mà phiền toái quá. Không thấy trưởng quý Bảo Ngọc Hiên đang trốn ở một bên run lẩy bẩy, dám cũng không dám thả sao, có thể thấy được phế vật trên tay ta không phải dạng thầm thường. Ông cha nhà ngươi, đại ca, tam ca không phải là nhân vật tầm cỡ ở kinh thành sao, mau tìm bọn họ đi. Tìm cứu viện đi, cô nương mốc ơi. Phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn